Điện máy Ngọc Mai xin gửi một lời chào tới toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một đoạn video ngắn về dụng cụ đồ nghề. Hôm nay thì em sẽ có một số những cái mã hàng trưng bày lẻ mẫu hàng tồn kho, và ngoài ra sẽ có rất là nhiều những cái mã sản phẩm hôm nay là bên em mới về hàng. Em sẽ có cái chương trình sale tặng và giảm giá đặc biệt cho các bác và rất là nhiều các mã sản phẩm hay. Trong cái buổi video này hứa hẹn sẽ có nhiều các mã sản phẩm giá rẻ. Các bác hãy theo dõi hết video để có thể lựa chọn cho gia đình mình những cái mã sản phẩm ưng ý nhất. Và đặc biệt ngày hôm nay rất là nhiều các mã, nhiều những cái mã mà mức giá có 100.000 thôi các bác đã được bao ship rồi các bác ạ. Đấy, nhiều mức giá khác nhau và nhiều những cái sản phẩm mà em sale giá phải nói rằng là nhiều những con máy mà em sale lỗ đến cả 200-300.000 luôn. Cho nên là trong cái video này bác nào mà bỏ qua mà không xem hết video này thì sẽ tiếc, cực kỳ là tiếc luôn. Và bây giờ thì em sẽ lên từng mã sản phẩm và em sẽ báo giá chi tiết cho các bác từng mặt hàng nhé. Đặt hàng thì các bác hãy liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại trên màn hình. Chốt đơn thì các bác hãy alo điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin cho bên em để mình có thể đặt được đơn hàng thành công. Bây giờ một cái mã sản phẩm đầu video thì em sẽ gửi tới các bác. Ở đây em còn một ít thân đèn. Đấy, thân này là thân đèn led của Wolfit. Mà thân đèn led của Wolfit thì cái đợt này em sẽ về cái loại mà có cổng USB. Có cổng USB như này, các bác sạc được hai cái sạc điện thoại luôn. Và đây nha, cái mẫu này là mẫu 16 bóng led và đây là mẫu 84 bóng led này. Với những cái thân đèn này nó đều là sử dụng chân pin phổ thông. Về các bác cứ có những cái quả pin chân pin thông dụng, pin 10 cell, pin 15 cell hoặc pin 20 cell là mình đều có thể sử dụng được với cái mã sản phẩm này. Chốt đơn mã này, đặt hàng nha thì các bác gọi cho em là thân đèn Wolfit loại 16 bóng led này, giá chỉ có 150.000. Còn cái này là thân đèn Wolfit loại 84 bóng led, giá chỉ có 250.000 thôi. Mức giá em phải nói rằng là nó chỉ bằng một nửa giá so với ngoài thị trường mà các bác mua thôi. Đấy, các bác có thể lựa chọn mua loại 16 bóng led hoặc là 84 bóng led. Thường cái loại 16 bóng là đã rất chi là sáng rồi. Cho nên là cái 84 bóng led thì nó sẽ là cái siêu sáng nhất nha. Cái này thì những thời gian nào mà gia đình mình bị mất điện thì mình có thể làm thắp sáng, hay là các bác đi làm đêm ý, làm trong bóng tối thì mình cũng có thể mua những cái đèn led như thế này. Và mình sẽ sử dụng để làm thắp sáng cực kỳ là ok, mà lại kết hợp có cả cổng USB luôn. Đấy, sạc điện thoại được, mua một sản phẩm thôi nhưng mà về các bác sẽ sử dụng được hai chức năng. Mình vừa làm đèn và vừa làm sạc điện thoại được nhá. Về các bác cứ lắp vào những cái pin phổ thông này này. Bây giờ em thử cho các bác xem. Đấy, em thử cho các bác xem cái độ sáng của cái đèn 16 bóng này đi. Các bác chỉ cần dùng cái 16 bóng thôi là nó đã sáng cực kỳ là sáng như này cho em. Đấy, có công tắc tắt mở nha các bác nha. Đấy, em làm ban ngày sáng trưng này mà các bác vẫn thấy cái độ sáng của đèn này, các bác thấy không? Đấy, lắp kịch vào đây như này cho em này, bật công tắc là mình sẽ sử dụng được nha. Đấy, đặt hàng thì các bác hãy liên hệ em nhá. Số điện thoại thì em để sẵn trên màn hình rồi. Một cái sản phẩm tiếp theo thì là hôm nay em còn mấy cái hộp đựng đồ này này. Đây này. Cái hộp này em còn mấy cái này cái size bé. Đấy, cái size này thì để dành cho các bác thợ mình đi làm, mình được ít đồ thì mình có thể lấy cái mã này. Các bác tham khảo kích thước cho em nhé. Đấy, cái hộp này có kích thước là cái chiều dài là 35 cm. Đấy, chiều cao là 20 cm và cái chiều rộng thì sẽ là 15 cm. Đó, hộp này thì rất chi là đẹp. Các bác nhìn này, toàn bộ nó sẽ chất liệu là nhựa chống vỡ cao cấp như này. Ở giữa file lock này cho em nhé, hai cái khóa mở lock luôn này. Hộp thì sẽ có một cái tay sách và bên sườn này, đây này, trên nắp hộp là hai bên nó sẽ có những cái ngăn như này, ba cái ô như này, các bác đựng ốc vít vào đây được. Đấy, bên này có ba ô này, bên này cũng có ba ô. Mà khi mà các bác mở hộp ra nhá, đây, mở hộp ra sẽ là một ngăn to. Đấy. Và có một ngăn phụ như thế này. Đó, đây. Các bác nhìn rõ chi tiết cho em này. Ở đây nó có một cái khóa này này. Cái lỗ khuyết này để các bác sử dụng đựng hộp vào đây là mình có thể khóa hộp lại nhá. Đấy, chất liệu nó này. Toàn bộ đều là nhựa chống vỡ hàng cao cấp hết. Ở giữa thì pha thêm ít inox như thế này, tạo cho cái độ thẩm mỹ của cái hộp nó cực kỳ là đẹp luôn. Chốt đơn mã này thì các bác gọi cho em là hộp nhựa pha inox size bé. Đấy, giá có 250.000 thôi. Cái này là cái size bé nhá. Còn nếu như mà cái đợt này mà các bác muốn dùng cái hộp to hơn ý, thì bên này em còn mấy cái mẫu hộp to. Cái mẫu hộp to thì nó sẽ to hơn nhưng mà cái chất liệu của nó thì sẽ khác. Đấy, chất liệu nó toàn bộ đều là nhựa chống vỡ hết. Nó sẽ không pha thêm cái inox giống như là cái hộp size bé kia đâu. Đây là cái hộp size to, nó sẽ như này này các bác này. Đấy, cái hộp này nhá. Cái hộp này thì đặt hàng các bác gọi cho em là hộp nhựa size to. Hộp này sẽ có kích thước là dài 44, cao 20 và rộng 20 cm. Với mức giá thì chỉ có là 300.000 đồng thôi, được bao phí ship cho em. Đấy, cái hộp này thì nó cái hình thức nó cũng giống như cái hộp kia, có điều là nó to hơn, với lại cái chất liệu nó khác thôi. Chứ còn hình thức là nó giống như cái hộp kia.
giống như cái hộp bé luôn nha các bác nha. Đấy, chất liệu của nó thì sẽ toàn bộ là nhựa chống vỡ, hàng cao cấp hết. Đây các bác nhìn này, trên nắp hộp này, dưới đáy hộp này cho em này. Đấy, cái này hôm trước là em đã có cái video thử cho các bác rồi đấy. Trọng lượng cơ thể em nặng hơn 50kg mà em cứ đứng lên đêm nhún nhảy thoải mái, không bao giờ bị vỡ hộp luôn. Đấy, chất liệu nó là hàng chất liệu nhựa chống vỡ, hàng cao cấp. Các bác sử dụng là bền theo 5 tháng cho em. Lên đơn mã này hôm nay đặt hàng thì các bác gọi cho em là hộp nhựa size to. Đấy, mức giá 300.000 bao ship. Cái này em còn khoảng gần tầm độ gần chục cái nữa thôi, nó cũng không còn nhiều nên là em sale giá rẻ. Các bác nhà mình nhanh tay chốt đơn sớm nhé. Đấy, bên này em còn mấy cái bộ khoan bi của Marula đây. Cái khoan này là khoan 4 xe này các bác này. Đấy, khoan bi 4 xe của Marula thì nó đủ bộ lên như thế này này. Có một thân máy, hai bi với một sạc đi theo này. Có cái túi đựng máy như thế này. Đấy, đủ bộ như này cho em nhá. Đấy, ở đây là em còn đâu có, đó là có 4 bộ thôi. Đấy, nguyên bộ như thế này này. Nguyên bộ như này cho em. Một máy, hai bi, một sạc. Con này thiết kế logo dập nổi này. Máy đẹp lắm. Hàng 3 chức năng và điều chỉnh được 20 cấp trượt các bác. Con này nó sẽ thiết kế là đầu Autolock 10 ly có khóa trục nhá. Máy 3 chức năng và logo dập lỗ như này cho em. Đấy, một bộ thì sẽ đầy đủ có 2 pin ấy. Một thân máy với 2 pin một sạc như này đi theo cho em này. Với mức giá cho em ngày hôm nay là có 599.000 thôi. Chốt đơn mã lại đặt hàng thì các bác gọi cho em là khoan pin Marula pin 4 cell nhá. Với mức giá là 599k, nguyên bộ đầy đủ như thế này. Còn bên này là con khoan 13 ly của Kutan này. Đấy, cái này em còn có mấy bộ nữa. Cái này em còn mấy bộ nữa là em sale tặng lốt cho các bác nhá. Bình thường á, cái mã này thì các bác lưu ý cho em là cái mã khoan 13 ly màu sáng của Kutan này này. Các bác nghe cái tiếng máy chưa? Trời ơi, cực kỳ là khỏe luôn. Hàng máy 3 chức năng, sử dụng motor từ không chổi than nhá. Hàng này thì sẽ thiết kế là màu xám xi măng, cực kỳ là đẹp và sạch sẽ luôn. Đấy, đầu Autolock 13 ly như thế này. Con này có khóa trục đấy. Với những cái dòng khoan 13 ly ngoài thị trường mà có khóa trục ý, bao giờ các bác mua nó cũng phải tầm cỡ rơi vào là 1.2.000, 1.3.000. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay thì các bác sẽ mua được với mức giá là có 850.000 thôi. Đấy, đủ bộ như này, nguyên hộp như này cho em luôn. Hàng chính hãng của Kutan, cực kỳ là xịn sò. Một con khoan pin phải nói rằng là hàng đa chức năng, đa di năng nhá. Canh có thể sử dụng bắn tôn, bắn vít, rồi khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường đều được hết. Đấy, đặt hàng các bác nhớ gọi cho em là khoan pin 13 ly màu xám của Kutan. Đó, với mức giá cho em ngày hôm nay sẽ là 850.000 thôi canh nhá. Cái giá này em sẽ hỗ trợ bao ship đối với những anh nào mà mình hôm nay mình đặt hàng trực tiếp ở trên video. Đó, tiếp theo thì qua đến cái phía bên này. Em sẽ còn một ít máy khoan pin 12V. Đây, cái mã này này các bác này. Khoan pin 12V màu xanh nhá. Bộ này giá 280 thôi. Đây, cái này lên đơn đặt hàng thì các bác gọi cho em là máy khoan pin 12V màu xanh với mức giá là 280.000. Nó sẽ đầy đủ nguyên bộ đấy, có một thân máy với hai pin một sạc đi theo như này cho em này. Giá thì chỉ có 280.000 thôi. Con này thì mức giá quá rẻ luôn. Con này mã này là hàng ngon bổ rẻ nhất trong các mã máy khoan pin 12V. Từ các tất cả các loại khoan pin thì cái mã này sẽ là hàng ngon bổ rẻ nhất. Đấy, và lên tiếp cho em này. Hôm nay là em sẽ chi tiết cho các bác hai cái mã máy bu lông pin của Hukan nhé. Đấy, hai cái mã bu lông Hukan này thì số lượng em còn ít thôi. Nên là em sẽ có cái chương trình là tặng quà tặng khủng cho các bác. Đấy, quà tặng trị giá lên tới là 180k luôn nhá. Quà tặng trị giá 180k đối với hai cái mã sản phẩm này. Đầu tiên các bác tham khảo cho em con này, con X4. Đây là bộ bu lông Hukan X4 IMB. Một bộ này thì sẽ theo hai pin 10 cell một sạc đây. Con này với thiết kế đầu 1/2 đầu rộng rất là đa năng. Và lực siết của máy thì sẽ là 330 N. Với mức giá cho em ngày hôm nay sẽ là 1.1 triệu nha các bác nha. 1.1 triệu một combo này. Em tặng các bác thêm cái bộ khẩu đây này. Đấy, em tặng các bác cái bộ khẩu 10 món như thế này. Là trị giá 180k cái bộ khẩu này nhá. Bộ khẩu hộp xanh 10 món có từ 8 đến 24. Đấy, 10 cái khẩu từ 8 đến 24. Lê đơn đặt hàng canh gọi cho em là bu lông Hukan X4 màu xám tặng bộ khẩu hộp xanh. Đấy, giá có 1.1 triệu thôi. Đấy, có 1.1 triệu thôi mà quà tặng thì đã trị giá 180k rồi. Còn bên này là con X1. Cái này thì đặt hàng canh gọi cho em là bu lông Hukan X1 tặng bộ khẩu hộp xanh. Đấy, giá có 1.390.000 nhá. Con này thì nó sẽ có hai pin. Có một pin 10 cell và pin 15 cell như thế này này. Đó, và con máy này thì có được siết là 350 N và điều chỉnh được 3 tốc nhá. Đây, hàng chính hãng của Hukan luôn, thiết kế là logo dập nổi như thế này.
bao xài cho tất cả các anh thợ làm công trình. Mà con này thì hôm nay mức giá cực tốt luôn. Chốt đơn đặt hàng thì các anh gọi cho em là Bulong Hukan X1 tặng bộ khẩu ống xanh. Đó, với mức giá là có 1.390.000 thôi. Chứ cái con này nó theo 2 pin, 1 pin 10, pin 15. Giá cực tốt luôn, máy cực khỏe các bác nha. Anh nào mà có máy bu lông 1/2 rồi mà mình chưa có những cái đầu chuyển vít, đầu chuyển khoan thì hôm nay canh có thể nhanh tay liên hệ bên em. Thì đây sẽ là những cái combo đầu chuyển vít và đầu chuyển khoan mà canh chuyển từ bu lông 1/2 sang đấy. Cái đợt này em có cái chương trình sale tặng giá rẻ lắm canh nhá. Như cái này là cái đầu chuyển vít này. Một cái đầu chuyển vít như thế này giá có 30k thôi. Cái này canh gọi cho em là đầu chuyển vít. Đấy, lên đơn đặt hàng thì liên hệ trực tiếp em số điện thoại trên màn hình và chốt đơn canh gọi cho em là đầu chuyển vít nhá. Đầu chuyển vít có 30k thôi. Cái này là các bác sẽ chuyển từ bu lông 1/2 sang cái chuyên vít như thế này này. Thì các bác khi mà bắn vít mình nó sẽ giữ vít cực kỳ là chắc chắn, nó không có bị rơi vít nhá. Đấy, chốt đơn các bác nhớ đọc đúng mã cho em gọi cho em là đầu chuyển vít. Giá là 30k. Còn cái này là cái đầu chuyển khoan này. Đấy, cái này là đầu chuyển khoan. Thì đặt hàng cái mã này các bác gọi cho em là đầu chuyển từ bu lông sang khoan nhá. Đấy, đầu chuyển từ bu lông sang khoan. Và khoan này là sẽ sang đầu ma danh 10 ly các bác nha. Đầu ma danh 10 ly. Các bác gọi cho em là đầu chuyển từ bu lông sang ma danh khoan 10 ly. Đấy, và em sẽ gửi cho các bác là loại ma danh nhựa như thế này. Đấy, loại ma danh nhựa để cho nó nhẹ. Đấy, và cái này thì các bác sẽ lắp được mũi khoan 10 ly đổ lại. Mỗi một cái combo đầu chuyển khoan này thì nó sẽ có hai mảnh. Đấy, một mảnh là cái đầu chuyển và một mảnh là cái ma danh như thế này. Thì đây các bác nhìn đây, đây nó sẽ là những cái đầu chuyển nhá. Đấy, em cứ đóng theo là bộ một, bộ một như thế kia. Thì về các bác xoáy lại như thế này này. Đấy, cái đầu chuyển là xoáy với cái ma danh như thế này. Giá có 70.000 thôi. Đấy, đặt hàng nha các bác gọi cho em là đầu chuyển từ bu lông 1/2 sang ma danh nhựa 10 ly. Đấy, và mức giá là có 70k. Hôm nay thì bác làm mua một combo như thế này này. Đấy, một cái đầu chuyển vít rồi lại một cái đầu chuyển khoan như thế này nữa là giá có 100.000 thôi. Các bác nhớ là đọc đúng mãi cho em nhá. Gọi cho em là đầu chuyển vít và đầu chuyển khoan giá 100k, nhưng mà các bác gọi cho em là đầu chuyển từ bu lông sang ấy. Để cho các bạn nhà em biết là các bác đang mua từ máy bu lông sang. Vì là nhiều khi nó có cả những cái đầu chuyển mà từ bê tông sang hay là từ chuyên vít sang là cũng có luôn các bạn. Hôm nay thì đang có cái mức giá tốt, giá hời lên là các bác thì mình chốt đơn thì mình nhanh tay nhá. Cái này là một cái sản phẩm em bán tặng đấy. Đấy, gọi là tặng để cho những bác nào mà mình đang sở hữu những con máy bu lông 1/2 rồi mà mình đang chưa có những cái đầu chuyển như thế này, mà mình đang chưa biết mua ở đâu, thì hãy liên hệ trực tiếp em số điện thoại trên màn hình nhá. Hôm nay thì em sẽ sale tặng cho các bác rất là nhiều các mã máy hút bụi công nghiệp của Hukan các bác nhá. Đợt này thì em về nó sẽ có cả máy pin và máy điện. Và riêng với những cái dòng máy điện này thì em sẽ có loại là 10 lít này, 15 lít, 30 lít hoặc là 60 lít. Đấy, bên này thì em sẽ quay cho các bác nhà mình máy điện trước nhá. Đấy, như cái này là cái phần 60 lít này các bác này. Em sẽ lên chi tiết cái phụ kiện. Ví dụ như là các bác mua thì là mình có thể tham khảo, mình lấy loại to hoặc loại bé thôi. Phụ kiện thì nó sẽ đi kèm là giống nhau, nhưng mà có điều là các bác mua cái loại 10 lít thì nó sẽ bé hơn là loại 15 lít chẳng hạn đấy. Với 60 lít thì nó là loại to nhất. Đấy, thì phụ kiện với một bộ máy hút bụi công nghiệp điện của Hukan thì nó sẽ là như thế này này. Đấy, em chi tiết cái mã này nó sẽ là cái mã loại 30 lít nha các anh nhá. Đây là cái mẫu máy hút bụi điện công nghiệp của Hukan loại 30 lít này. Như cái này thì các bác nhìn cho em đây, cái thông số kỹ thuật này, cái mẫu này là mẫu 30 lít. Đấy, các bác nhìn cho em cái trên cái thông số này thì nó sẽ có công suất và những cái dung tích để cho các bác nhìn cho nó được tham khảo cho nó kỹ này. Phụ kiện đi theo này, nó sẽ có một cái chổi hút bụi này. Đấy, có lối dài đầy đủ như thế này. Ống hút thì siêu dài luôn nha các anh nhá. Xài thì là điện trực tiếp 220V. Và em sẽ báo giá luôn. Với cái mẫu này là cái mẫu 30 lít. Thì cái mẫu này các bác gọi cho em là máy hút bụi điện công nghiệp của Hukan loại 30 lít. Giá của nó sẽ là 1.150.000 nha anh nhá. 1.150.000. Đây, cái mẫu máy thì rất chi là đẹp luôn. Hàng logo dập lối như thế này. Máy đẹp luột là từ trên xuống dưới luôn các anh ạ. Đấy, như cái mẫu này là mẫu 30 lít này. Xài điện trực tiếp 220V mà đặc biệt cái dây dẫn của nó rất chi là dài đấy ạ. Đấy, thì cái mẫu này các bác gọi cho em là mẫu 30 lít nhá. Đây là máy điện. Đấy, máy hút bụi điện công nghiệp của Hukan mẫu 30 lít là có giá 1.150.000 này. Và nếu như mà các bác muốn nhỏ gọn hơn thì trên này em sẽ có mẫu 15 lít hoặc là 10 lít này. Đây các bác tham khảo. Với cái mẫu này là cái mẫu 15 lít này. Mẫu 15 lít thì hôm nay có giá cho em là 1 triệu. Cái này là em bị nhầm giá rồi, em xin lỗi. Cái mẫu mà 15 lít này này là giá của nó là 1.150.000. Còn cái mẫu 30 lít là bọn em báo nhầm các bác là 1.150.000 đấy. Nhưng cái mẫu 30 lít là giá là 1.450.000 nha các bác nha. Nhiều khi là đôi khi có sự nhầm lẫn là rất mong là các bác thông cảm cho em. Thì em sẽ báo lại giá này.
cái mẫu máy hút bụi điện công nghiệp của Hukan loại 30 lít là có giá 1.450.000. Còn cái mẫu mà 15 lít này này thì giá là 1.150.000. Còn cái mẫu 10 lít nha, 10 lít thì sẽ có giá cho em là 820.000. Đây, cái mẫu này là mẫu 10 lít. Còn loại to nhất thì là mẫu 60 lít thì giá của nó sẽ là 3.300.000. Đấy, các bác nhớ, nhớ cái giá cho em. Đấy, bởi vì là nhiều khi có thể là hôm nay em làm nhưng mà đến mai các bác gọi khéo khi là em lại quên mất giá rồi. Đấy, cho nên là các bác mà muốn mua thì các bác nhớ tham khảo đúng cái giá này. Đặc biệt hôm nay mà anh nào mà chốt cái máy hút bụi điện công nghiệp của Hukan này thì các anh sẽ được tặng thêm những cái bình giữ nhiệt của Hukan. Đấy, những cái bình giữ nhiệt của Hukan này này. Các bác lấy máy hút bụi điện công nghiệp của Hukan là sẽ được tặng thêm một cái bình giữ nhiệt của Hukan luôn nhá. Thì các bác có thể lựa chọn loại 10 lít này, 15 lít hoặc 30 lít hoặc 60 lít. Em vừa quay rất là chi tiết cái thông số cái loại 15, cái loại 30 lít rồi. Bây giờ em sẽ quay cho các bác cái thông số cái loại 15 lít đây. Đây, cái mẫu này là thông số của 15 lít này. Đấy, con này thì công suất sẽ là 1.300. Đấy, cái mẫu này là mẫu 15 lít. Còn đây là mẫu 10 lít nha các bác nha. Đây, 10 lít đây. Các bác nhìn cho em này. Đấy, cái thông số nó sẽ đầy đủ như thế này. Đấy, 10 lít này, 15 lít này, 30 lít này. Và em sẽ quay chi tiết thêm cho các bác là cái mẫu máy hút bụi công nghiệp điện của Hukan loại 60 lít. Đấy, nói chung là cái to cái bé nhìn hình thức nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác nhau về cái kích thước thôi và cái công suất thôi. Đấy, cho nên là các bác cần máy to thì mình lấy cái loại to, còn muốn mini thì mình lấy cái loại bé thôi. Đấy, đó là với những cái máy điện nhá. Bây giờ em sẽ lên máy pin này. Máy pin đợt này em sẽ về 3 mẫu. Máy pin thì nó sẽ là thân máy. Đây, đầu tiên lên cái mẫu này trước này. Cái mẫu này thì nó sẽ có màu đen đây. Cái này các bác nhìn rõ màu đen cho em này. Và đặt hàng các anh lên đơn là đọc đúng mã cho em. Cái này thì đặt hàng các anh gọi cho em là thân máy hút bụi pin của Hukan mã 808. Cái thân máy này có giá 1.300.000 các anh nhá. Đấy, phụ kiện đi theo này. Nó có cái ống hút này. Đấy, có cái chổi hút và ống nối dài như thế này. Và đây là thân máy. Đấy, thì em quay chi tiết thông số cho các bác nhìn để các bác nắm rõ được cái thông số kỹ thuật đây. Đấy, cái mẫu máy thì rất chi là đẹp luôn. Đây là giá thân máy các anh nhá, có 1.300.000 thôi. Nhưng mà cái thân máy này nó chưa theo pin đâu các anh, nhớ lưu ý cho em là tất cả những cái thân máy hút bụi công nghiệp của Hukan nó đều là hàng trên pin phổ thông. Ở nhà anh nào mà có pin có sạc rồi mình mua thân máy về mình xài tận dụng pin ở nhà. Còn nếu như mà anh nào chưa có pin, chưa có sạc thì phải nhớ báo để các bạn thì em sẽ tư vấn thêm pin để cho các anh mua thêm pin để về đủ bộ mình xài nhá. Chứ không thì nhiều bác đến lúc mà nhận hàng về bảo anh em gửi cho anh máy mà không có pin thì anh không xài được. Đấy, thì em nói rất là chi tiết như thế này thì nên là các bác lưu ý khi mình đặt hàng cho em. Cái mã này đặt hàng các anh gọi cho em là thân máy hút bụi Hukan mã 808, giá là 700.000 một thân này. Còn bên này nó là cái loại máy to hơn, dài hơn này. Đây, cái này thì nói chung là không phải là to hơn mà nó sẽ mini hơn, nó sẽ gọn gàng hơn nhưng mà nó rất chi là dài. Đấy, cái này thì các bác nhìn cho em đây. Cái màu đen đây, con này là mã 201. Đây cũng là một cái thân máy hút bụi pin của Hukan. Đấy, hàng Gen 2 Pro, bảo hành 25 cho canh. Các anh nhìn cho em cái màu đen đây. Đấy, mã này chốt thì các anh gọi cho em là thân máy hút bụi của Hukan mã 201. Cái thân máy này có giá 1.700.000 các anh nhá. Đấy, đây, cái thông số như thế này. Và bên trong thì là các anh sẽ có theo những cái phụ kiện đầy đủ như thế này này. Đấy, nó có đầy đủ những cái chi tiết phụ kiện như thế này. Đấy, kiểu rồi. Cái này nó có cả cái, đây này các bác nhìn là cái chổi hút của nó này. Trời ơi, xịn lắm nha các bác nha. Đấy, nguyên bộ như thế này. Về là anh em mình sẽ sử dụng là theo những cái hướng dẫn ở đây. Lắp đặt lại như thế này là mình có thể sử dụng này. Đấy, chốt đơn mã này thì kênh gọi cho em là thân máy hút bụi của Hukan mã 201 với mức giá là 1.700.000 một thân này. Đấy, và có một cái mã mà hàng vừa tiền hơn, khuôn tiền hơn, nó là cái mã này. Mã này nó là mã 505 nhá kênh nhá. Cái này thì lên đơn đặt hàng kênh gọi cho em là thân máy hút bụi của Hukan mã 505, có giá 699.000 cái thân máy này thôi. Bây giờ em sẽ đổ ra để cho kênh xem kỹ là cái thân máy này nó gồm những cái gì. Đấy, đây máy này thì nó phụ kiện nhiều lắm luôn. Tất cả nó đều là thân máy đấy. Và thân máy thì là chưa theo pin các anh nhá. Đấy, xài trên pin phổ thông nhé. Anh nào ở nhà có pin có sạc rồi mình mua thân máy về mình xài pin ở nhà. Anh nào chưa có pin nhớ, nhớ chưa có pin thì báo để các bạn này em sẽ tư vấn thêm để cho các anh mua thêm pin. Đấy, em có bán pin đấy. Nhưng mà các anh muốn mua cái pin loại phân khúc bao nhiêu tiền thì các anh báo cho em. Đấy, cái mẫu này thì nó sẽ đầy đủ những cái chi tiết như thế này này. Nó đi theo đầy đủ như thế này rồi về là canh nắp lại giống như cái hình ảnh này. Đấy, giống như cái hình ảnh đây, nó có hướng dẫn hết rồi. Đây, cái này nhá. Hàng Gen 1 bảo hành 2 năm này. Cái này lên đơn gọi cho em là thân máy hút bụi Hukan mã 505. Giá có 699.000 thôi. Nguyên một combo đầy đủ như thế này. Chưa có pin nhá, nhớ lưu ý cho là đây là thân máy chưa có pin.